Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 255.748 ca COVID-19, đứng thứ 80 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 172 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 2.601 một ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 251.753 ca. Trong đó có 89.964 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, có 4 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu. Có 8 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, Lào Cai, Con Tum, Hà Giang, Quảng Trị, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Hải Phòng. 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh, 140.000. 539 ca, Bình Dương 39.592 ca, Long An 13.232 ca, Đồng Nai 12.047 ca, Đồng Tháp 4.621 ca. Tính đến ngày 13 tháng 8, trong vòng 25 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 tại 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam 20 ngày, giãn cách tại thành phố Hà Nội. 21 ngày giãn cách tại tỉnh Phú Yên, 6 ngày giãn cách tại tỉnh Khánh Hòa và 12 ngày Giãn cách theo chỉ thị 16 kể từ ngày 31 tháng 7, cả nước ghi nhận 192.402 ca mắc của giai đoạn 4. Tổng số ca COVID-19 được điều trị khỏi 92.738 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 511 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 20 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tính đến ngày 13 tháng 8 là 5.088 ca xếp thứ 69 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng tính tỷ lệ tử vong trên 1 triệu dân, Việt Nam xếp vị trí 161 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân 1 triệu dân có 52 người tử vong do Covid-19. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 7.842.864 mẫu cho 22.347 lượt người. Đến nay tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 13 triệu 256.472 liều, trong đó tiêm một mũi là 12 triệu 064.617 liều, tiêm mũi hai là 1 triệu 191.855 liều.